này bây giờ 100 km thì bao nhiêu lít xăng hả chị? Bao nhiêu lít xăng? Ơ nó ít mà. Sao lại ít cái con này, cái nó con chỉ xe tầm to này? Hơn chục lít thôi. Chị nói thế nào chứ, con này máy gần 5 chấm rồi làm sao chục lít? Ai mà em gần 5 chấm, gần 5 chấm nó cách nó xa lắm, 3.6 mới được gần 5 chấm, nó cách cũng hơi xa đó. À sao, con này xe to này mà máy có 3.6 thôi. Ừ, máy 3.6 thôi. Porsche ai bảo em cứ chấm lớn là tốn xăng đâu. À thế Porsche cũng có bản 3.6 rồi chứ. Ừ có, 3.6 và 4.8 chứ. À. Ồ thế con này chắc nó chỉ loanh quanh ngang với con Fortuner thôi. Đúng rồi đấy, chỉ ngang loanh quanh với Fortuner thôi, tầm 10-15 lít thôi chứ mấy, quay đầu. Không đến. Fortuner thì không đến, con này nó nhỉnh hơn một chút đấy. Con này cũng không đến đâu, máy của nó máy Đức mà không đến đâu. Thì chị cứ cho là như thế đi, tại vì nhà mình chuyên cái dòng hốc xăng. Ôi nhưng mà cái nội thất này là như nào ấy chị, con mà sao nó lại cùng màu đẹp thế này? Nội thất là nguyên bản theo xe em. Nguyên bản theo xe? Nguyên bản luôn, mà con này nó không phải là đời cao mà đời 2008 thôi. À thế nó có lỗi gì không chị? Chị đảm bảo cam kết cho em là không một lỗi gì luôn. Chị nói lại thì chứ đây này, bục cả lóc như này mà lại bảo không, nó không lỗi gì. Không có lỗi gì đâu, đến thiết kế nó như thế mà. Thế sao thiết kế như thế, đi vào mưa vào hết xe? Ờ thế em phải kéo vào chứ. Có chỉnh chỉnh cửa sổ trời. Ai để thế. Con này có 2008 hả chị? Đúng rồi, 2008. Xe đẹp cực kỳ luôn, nhìn cái nội thất biết ngay mà. Anh nhìn này. Kinh à. Nội thất căng cực kỳ luôn. Căng cực kỳ luôn nhỉ. Đấy. Mà cái trần nó cũng đẹp. Trần rất đẹp luôn, nói chung một chiếc xe đẹp, chị đảm bảo cho em luôn. Không lỗi gì. Và cái tông màu xanh này nó ít lắm. À màu xanh à? Cực ít luôn. À, em tưởng chị dán đề can. Ừ không, xanh xịn đấy. À xanh xịn luôn à? Xanh xịn luôn. Đặc biệt con này nó cốp nhẹ nhàng cái nó lên luôn. À cốp điện à? Ừ con này cốp điện mà, thấy chưa? Đó, cốp điện. Cốp điện. Thì cái cốp nó rộng không? Làm chỗ mà cốp rộng quá thể luôn. Ui rộng. Này, sức cua kinh nôm. Không dùng à? Không dùng luôn. À, chắc, mới chắc, cứng cựa. Chắc chỉ là đi phố thôi đúng không? Ừ đúng rồi. Đấy, em nhìn đẹp không? Cái thời điểm này thì bao nhiêu tiền hả chị? À con này chị đang chào bán mức giá rất hợp lý thôi, chỉ có 450 triệu thôi. À 450 triệu. Ừ 450 triệu lốp láp rất là dày, rất đẹp luôn. Nguyên dàn lốp mới. Nội thất này chị có làm gì mà đẹp ấy nhỉ? Nội thất chị chỉ có tẩy rửa thôi. Tẩy rửa nội thất thôi, hoàn toàn không có bọc mới luôn, nội thất nguyên bản hết. Em nhìn này, nó đẹp này. Rất ít khi có những con nào mà có nội thất nó đẹp như này, thường thường là nó cũng có đấy, thế nhưng mà nội thất thì nó sẽ sờn hơn con này đấy. Con này nội thất hoàn toàn là căng rất mịn luôn. Bây giờ mà cái tông màu nó rất triệu ít có. Trả thẳng. Trả thẳng một lần luôn. À, không có góp gì cả, thấy chưa? Mà bao rút giấy tờ luôn. Rất đẹp cho một chiếc xe Porsche 208. Thấy chưa? Cốp đi.